chứ. Vậy coi 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 lắc đi coi. Đi rồi. Hai quỳnh coi tôi. Đó, khảo trà phải bao nhiêu? 5 năm trước rồi. Giờ thì nóng quá, mặt mây hôm nay có cây này nên đỡ nắng. Cứ ít nhất là cần một dây dài này. Cần một cây này hoặc là dây ngắn được, dây 3 mét rưỡi cũng sử dụng được, thành dây đu người thì nó không cần đu dài nữa. Nhưng mà tiện thì mua dây dài, mua dây 30 mét hoặc 20 mét tùy thì công việc. Đó, cái này chưa xuống. Đó. Đó, vì lý do sao dẫn ra dính đó là chuyện ở đây có để có vả có chỉ thì nó chưa được ở đây, còn lớp băng dính này chưa, băng dính mình thay được, chỉ mình khâu không thể thay được đó. Đu người này nó có lơ lửng không, giờ tu xuống không, không có gì khó. Dây này thường thì là số là cũng chống ma sát đó. Giờ đi đâu từ đây này. Chân cái dây của mình ok, người nó không tăng bằng, chứ mà cứ xiên xiên người này rất khó treo nhé. Đó, đây xuống mà khi chặt dây này tốt, bắt đầu chịu lực chân thả dần dần dây này ra, lý do độ cân bằng của mình nó ok thôi. Đó, thế là khá là tốt. Đó, thế thôi, đơn giản. Mắc vào đây. Quá gần giống quả quả thông quá. Đây này nó giữ được cái mọi người giữ thăng bằng, những cái kinh nghiệm là cái cần đấy.